Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tôi chơi của mình. Hôm nay mọi người cùng mình hoàn thành bức tranh và chậu cây. Mọi người cùng chờ đón xem mình sẽ có bức tranh này như nào nhé. Nhìn tôi chụp cái mình luôn. Xếp nhóm D A nhóm mình sẽ tô là màu nào? Lá bên này mình tô màu cam. Mình làm như thế tôi làm màu vàng. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.